Sao Năm Thiếu Nữ Toàn Phong, Ngô Lỗi, Kính Đình, Ngược Dòng Ngoạn Mục. Bộ phim Thanh Xuân Thiếu Nữ Toàn Phong từng gây sốt trên màn ảnh Hoa ngữ vào năm 2015. Trong đó, ba sao nam gồm Dương Dương, Ngô Lỗi và Bạch Kính Đình tưởng chừng chỉ có sự nghiệp bình bình, nhưng sau 7 năm, họ đều vươn lên đến vị trí mà không ai ngờ tới. 1. Dương Dương chỉ cần một năm là thành đỉnh lưu. Một năm sau thành công của Thiếu Nữ Toàn Phong, Dương Dương đã bước chân vào hàng ngũ tứ đại lưu lượng nhờ Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Sự nghiệp của Dương Dương phát triển rất thuận lợi, tuy không có bộ phim nào vượt mặt được Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, nhưng hầu như các dự án đều có nhiệt độ cao và được khán giả yêu thích. Năm ngoái, Dương Dương tiếp tục khẳng định vị trí của bản thân với bộ phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Tuy là đỉnh lưu đình đám, nhưng Dương Dương không còn muốn đi theo con đường lưu lượng nữa. Thay vào đó, anh ấy bắt đầu truyền hình. Trong năm nay, bộ truyền hình Đặc Chiến Vinh Diệu của Dương Dương khá ổn áp, có thể giúp đỡ cho anh ấy trong công cuộc tiến đến mảng chính kịch. Bên cạnh đó, nam diễn viên 9X cũng đang bắt đầu tiến quân sang điện ảnh, tin chắc Dương Dương trong thời gian sắp tới sẽ có nhiều bứt phá trong sự nghiệp. 2. Ngô Lỗi đã thoát khỏi cái bóng sao nhí. Không chỉ là sao nhí mà chính gương mặt baby của Ngô Lỗi cũng khiến anh ấy gặp khá nhiều khó khăn trong việc lựa chọn những vai diễn trưởng thành. Trong suốt 5 năm liền, Ngô Lỗi vật lộn với việc thay đổi hình tượng bản thân để khẳng định với khán giả rằng anh ấy không còn là một đứa trẻ. Phải đến năm 2021, thông qua hai bộ phim là Trường Ca Hành và Căng Buồm Ra Khơi Ngày Nổi Gió, thì Ngô Lỗi mới khiến khán giả tin rằng anh đã trưởng thành. Cho đến năm nay, thành công của Tinh Hán Sán Lạn đã giúp Ngô Lỗi vươn lên đỉnh cao sự nghiệp. Tuy diễn xuất vẫn còn gây tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận đây là một khởi điểm mới trong sự nghiệp của anh ấy. Với cách chọn phim của Ngô Lỗi hiện tại, thì anh ấy sẽ hoạt động bên cả điện ảnh lẫn truyền hình, cố gắng đa dạng vai diễn để nâng cao trình độ bản thân. Đây cũng coi như là một hướng đi khá đúng đắn. 3. Bạch Kính Đình thành công cả về sự nghiệp lẫn tình duyên. So với Dương Dương và Ngô Lỗi, thì Bạch Kính Đình có phần mờ nhạt hơn hẳn. Vào thời điểm sau khi Thiếu Nữ Toàn Phong lên sóng, giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019, Bạch Kính Đình chỉ nhận các vai phụ và được nhớ nhiều nhờ tham gia các chương trình truyền hình. Sau quãng thời gian khá mờ nhạt này, thì tâm sự nghiệp của Bạch Kính Đình như trỗi dậy, anh đóng vai chính trong một loạt phim lớn nhỏ và dần được khán giả công nhận diễn xuất. Đặc biệt là trong năm nay, Bạch Kính Đình ghi dấu ấn với hai bộ phim gồm Khởi Đầu và Khanh Khanh Nhật Thường. Bạch Kính Đình đã có cú lội ngược dòng cực kỳ ngoạn mục, giờ anh không hề thua kém gì Dương Dương và Ngô Lỗi, thậm chí năng lực còn có phần nhỉnh hơn. Mà điều đáng chú ý hơn cả là Bạch Kính Đình đang hẹn hò với Tống Dật, sự nghiệp và tình duyên đều thuận lợi, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ anh ấy đó. Sau 7 năm, Dương Dương cùng Ngô Lỗi và Bạch Kính Đình đều đã gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, nhưng thành tích của họ sẽ không dừng lại ở đây. Tương lai mong cả ba người sẽ cùng đem đến thật nhiều vai diễn. Những gương mặt minh tinh đại diện cho dàn sao Hoa ngữ thế hệ 10X, Thái tử Cbiz Trần Phi Vũ đứng cùng hàng với đỉnh lưu. Bao năm nay, mỗi khi ai đó nhắc đến làng giải trí Hoa ngữ, sẽ đều nghĩ ngay đến những đại hoa đán hay nam thần màn ảnh từng khiến cả thế giới mến mộ. Tiếp nối sau những huyền thoại ấy, thế hệ minh tinh 10X của Cbiz giờ đây cũng tài năng và nổi danh không kém. Đếm ngược đến những ngày cuối cùng của năm 2022, Docker đã tổng hợp lại 4 gương mặt được coi là đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ sinh từ năm 2000 trở đi. 1. Dịch Dương Thiên Tỷ. Được mệnh danh là 10X toàn năng của Cbiz, Dịch Dương Thiên Tỷ đã vô cùng nỗ lực từ khi bắt đầu ra mắt với tư cách thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng hàng đầu TFBOYS. Sau nhiều năm không ngừng học hỏi và làm mới bản thân, nam idol đã dần thoát khỏi cái bóng của nhóm và trở thành ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Dịch Dương Thiên Tỷ gây tiếng vang trong mọi lĩnh vực mà anh tham gia, từ thời trang, vũ đạo, ca hát, đến cả phim điện ảnh và show giải trí. Năm 2019, Dịch Dương Thiên Tỷ đã được vinh dự tham gia Diễn đàn Thanh niên, Hội đồng Kinh tế và Xã hội lần thứ 8 của Liên Hợp Quốc với tư cách là đại diện thanh niên của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Kể từ đó, nam diễn viên đã trở thành niềm tự hào và là hình mẫu lý tưởng cho những người trẻ xứ Trung cùng noi theo. Năm 2020, khi mới vừa tròn 20 tuổi, Dịch Dương Thiên Tỷ đã trở thành nghệ sĩ trẻ tuổi nhất nhận xong đề cử ảnh đế của giải Kim Tượng và ảnh đế Kim Kê nhờ bộ phim Em Của Thời Niên Thiếu. Dù sánh vai cùng đàn chị Châu Đông Vũ lớn hơn anh cả chục tuổi, nhưng nam diễn viên vẫn có thể ghi dấu ấn sâu đậm của riêng mình trong lòng khán giả. Cùng với đó, Dịch Dương Thiên Tỷ là nghệ sĩ sinh sau năm 1995 đầu tiên của Cbiz mở khóa thập đại tạp chí Nam Nữ. Năm 2018, anh được bình chọn là nghệ sĩ có giá trị thương mại cao nhất
năm 2020 và 2021, Nam Thần liên tiếp đứng đầu danh sách 100 người nổi tiếng Trung Quốc do Forbes bình chọn. Với tất cả những thành tích khiến cho ai nấy đều kinh ngạc và ngưỡng mộ này, Dịch Dương Thiên Tỷ xứng đáng trở thành đỉnh Lucy Beat và là đại diện cho thế hệ minh tinh 10X. 2. Trần Vy Vũ. Vốn được biết đến với biệt danh Thái tử Cbiz, Trần Vy Vũ những năm đầu tiên khi mới bước vào showbiz, chủ yếu là nhờ vào thân phận con trai của Trần Khải Ca và Trần Hồng. Nam diễn viên sinh năm 2000 đã phải tự mình cố gắng rất nhiều để thoát khỏi cái mác con ông cháu cha. Ngay khi mới 16 tuổi, Trần Vy Vũ còn trở thành đại sứ thương hiệu thời trang Dior. Sau ấy, anh liên tục được mời lên trang bìa của nhiều tạp chí lớn ở Trung Quốc, thừa hưởng những nét kiệt xuất nhất của bố mẹ. Trần Vy Vũ sở hữu khuôn mặt điển trai, đôi chân dài miên man, cùng khí chất vô cùng cao quý. Trong một bài phát biểu vào năm 2019 tại một lễ trao giải, Trần Vy Vũ đã thể hiện khát khao đó của mình khi nói rằng, rồi sẽ có một ngày, mọi người sẽ giới thiệu Trần Khải Ca chính là bố của Trần Vy Vũ, chứ không còn là Trần Vy Vũ là con trai của Trần Khải Ca. Đến nay, Trần Vy Vũ đã thực sự làm được điều đó, khi làm náo loạn cõi mạng suốt cả mùa thu năm 2022, với bộ phim Trước Bật Lửa và Vái Công Chúa, đóng cặp cùng Trương Tịnh Nghi. Bộ phim đã gây sốt với lượt xem khủng, phá đảo nhiều tác phẩm lớn, cặp đôi Trần Vy Vũ và Trương Tịnh Nghi cũng nổi tiếng đến mức ngày nào cũng được gọi tên trên bảng hot search. 3. Trương Tử Phong. Trương Tử Phong được nhận xét là tiểu ảnh hậu, có tài năng thiên bẩm hiếm có của làng điện ảnh Hoa ngữ. Dù không sở hữu nhan sắc chim sa cá lặn, nữ diễn viên ngay từ đầu đã quyết định đi theo con đường phái thực lực, chú trọng tài năng và không bon chen theo các thần tượng thời bây giờ. Người đẹp sinh năm 2001, sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to và rất có hồn. Những tác phẩm mà Trương Tử Phong tham gia đều lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả. Năm 2010, Trương Tử Phong đã đánh bại các tiền bối trong nghề để giành lấy danh hiệu diễn viên mới xuất sắc nhất tại giải Bách Khoa lần thứ 31 với vai diễn trong Đường Sơn Đại Địa Chấn. Năm 2019, Trương Tử Phong được CCTV bình chọn là người đầu tiên trong tân tứ tiểu hoa đán thế hệ sau 95. Năm 2020, cô lọt vào top 30 người ưu tú dưới 30 tuổi của Trung Quốc do Forbes bình chọn. Đến tháng 4 năm 2021, bộ phim điện ảnh Chị Tôi có sự góp mặt Trương Tử Phong đã khuấy đảo phòng vé với tổng doanh thu khoảng 135 triệu USD. Thành tích này đã giúp cô trở thành nữ diễn viên 10X nắm doanh thu phòng vé Trung Quốc cao nhất tính đến thời điểm hiện tại. Với tất cả những điều trên, Trương Tử Phong là cái tên sáng giá để đại diện cho thế hệ minh tinh 10X của Cbiz. 4. Triệu Kim Mạch. Triệu Kim Mạch sinh năm 2002 là một trong số những tiểu hoa đán thế hệ mới, rất được yêu thích của làng giải trí Hoa ngữ. Bắt đầu đóng phim từ năm 8 tuổi, cô được biết đến qua các vai diễn ấn tượng trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh như Địa Cầu Lưu Lạc, Trùng Sinh, Muôn Vàn Cách Yêu, Khởi Đầu. Tiểu hoa sinh năm 2002 dù còn trẻ tuổi, nhưng lại có khả năng biến hóa thành nhiều hình tượng, từ học sinh trong trẻo ngọt ngào, ngây thơ, đến hình ảnh hắc nữ quyền lực, cuốn hút. Năm 2019, Triệu Kim Mạch lọt vào danh sách top 30 người ưu tú dưới 30 tuổi của Trung Quốc, do Forbes bình chọn. Tiêu Chiến công khai dùng đồ đôi với Vương Nhất Bác giữa tin đồn hẹn hò với Dương Tử. Cách đây ít ngày, việc Dương Tử và Tiêu Chiến bị khui bằng chứng hẹn hò khiến cộng đồng mạng được phen dần dần. Tuy nhiên, vì không muốn tin đồn đi quá xa, phía phòng làm việc Tiêu Chiến đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận, khẳng định không có chuyện hai ngôi sao 9X đang yêu nhau, câu chuyện lúc này mới dịu xuống. Thế nhưng, có vẻ năm nay là một năm đào hoa của Tiêu Chiến khi hết dính nghi vấn hẹn hò với Dương Tử, lại tới Vương Nhất Bác, người từng làm việc chung cùng anh trong dự án đam mỹ Trần Tình Lệnh. Cụ thể mới đây, cư dân mạng đã soi ra được Tiêu Chiến và Vương Nhất Bắc dùng mũ len đôi, dù rằng người dùng trước, người dùng sau, nhưng vẫn không thể qua được con mắt tinh như cú vọ của người hâm mộ. Trước chiếc hình cực xịn sò này, đối tượng vui nhất chắc hẳn sẽ là fan các bồ bác quân nhất tiêu. Có người đùa với nhau rằng chiếc mũ này là hàng mua một tặng một, cũng có người nói Tiêu Chiến và Vương Nhất Bắc dùng chung một chiếc mũ. Tóm lại, dù hiểu theo cách nào, vẫn quy về một mối, cặp đôi Trần Tình Lệnh đang hẹn hò. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bị dân tình bóc mẽ, có mối quan hệ trên mức tình bạn, phim giả tình thật. Song, mặc kệ mọi chuyện ầm ĩ tới mức nào, hai nam đỉnh lưu xứ Trung đều lựa chọn im lặng. Đương nhiên, nói đi vẫn phải nói lại, tất cả những gì gọi là hình hẹn hò ở phía trên, trong lòng mỗi người sẽ có cách nghĩ khác nhau. Có thể, đối với fan chỉ theo đuổi một mình Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác, sẽ cảm thấy không có gì đáng nói, ấu trĩ, nhưng fan couple bác quân nhất tiêu thì lại trái ngược hoàn toàn.
thậm chí họ càng có thêm động lực đẩy thuyền. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến từng có thời gian làm việc chung trong dự án chuyển thể Trần Tình Lệnh. Thời điểm phim mới phát sóng, hai người vẫn còn là những diễn viên trẻ, không có tên tuổi, càng chưa nói tới địa vị. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Hiệu ứng bùng nổ của phim đã đưa Vương Nhất Bắc cùng Tiêu Chiến leo thẳng lên hàng đỉnh lưu, sự nghiệp thăng hạng vượt bậc. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất.